đánh tan sỏi thận nhờ loại lá này. Những ai đang bị sỏi thận thì tìm ngay cho mình loại cây này nha, đó chính là cây cúc tần, có nơi còn gọi là cây từ bi. Cúc tần có tác dụng thu phong, tiêu thủng, tán quốc, cho nên sử dụng lá cúc tần sẽ giúp tẩy sạch sỏi trong thận rất là hiệu quả. Cách làm như sau. Chuẩn bị cho 50g lá cúc tần, 2 củ sả, 1 nắm lá chanh, 1 lát gừng và 3g lá cỏ ngọt. Đem tất cả các nguyên liệu cho vào máy xay nhuyễn, lọc sạch lấy nước và mang đi hấp cách thủy khoảng 10 phút là được. Cách dùng, bạn chắc lấy nước cốt, pha thêm 2 lít nước ấm và uống hết trong ngày. Hãy kiên trì uống 1 tháng thì các viên sỏi sẽ được bào mòn và được đào thải ra ngoài. Chúc các bạn áp dụng thành công!